Xin chào tất cả các bạn đang theo dõi truyện trên kênh Đa Mỹ Tường Truyện. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là vui vẻ nha. Xin mời tất cả các bạn nghe truyện Viễn Khê, giọng đọc Lãm, tập 27. Trong phòng khách Từ gia lúc này không còn người ngoài. Từ lão gia mới hung hăng giáo huấn con trai thứ và con dâu thứ của mình. Chuyện hôm nay thật sự là làm ông tức điên lên rồi. Tại bệnh viện của huyện Phổ Hà, Triển Tô Nam cõng Cố Khê đi thử máu và xét nghiệm nước tiểu xong, thở phào nhẹ nhõm. Hôm nay bọn hắn cũng may mắn, người trực ban phòng X quang là một bác sĩ có trách nhiệm. Bằng không, chỉ có thể đợi đến lượt số thẻ hoặc là gấp rút phóng xe lên bệnh viện tỉnh. Nhưng Cố Khê vẫn dạy dụa, lại càng không nguyện ý kiểm tra toàn diện. Nếu không có Triển Tô Nam, nghe Hồng Nhạn và Từ Mạn Mạn khuyên can mãi, thì cậu quyết định không có đồng ý chụp X quang. Bác sĩ phải đợi có kết quả kiểm tra thì mới kê đơn được. Ngày Tết trong bệnh viện cũng không có đông bệnh nhân lắm. Triển Tô Nam dứt khoát cõng Cố Khê vào một phòng bệnh không người, đặt cậu nằm xuống giường, đợi kết quả. Từ Khâu Lâm đã đánh điện trước cho một bác sĩ quen biết, nên cũng không ai ngăn cản bọn họ. Cởi giày cho Cố Khê, đắp kính chăn, Triển Tô Nam định sờ lên trán nóng của cậu, nhăn mày. Cố Khê luôn ho khan, nhìn qua rất suy yếu, nhưng cậu lại ngăn cánh tay đang đưa tới của Triển Tô Nam, nói: "Tôi không sao." "Nóng thế này mà bảo không sao?" Cầm tay Cố Khê đặt vào trong chăn, Triển Tô Nam lại kéo cao cổ áo khoác, bọc Cố Khê kín mít. Một bình giữ nhiệt xuất hiện trước mặt của Triển Tô Nam, hắn ngẩng đầu nhìn, là Từ Mạn Mạn. "Triển thúc, bên trong là nước cháu vừa rót, rất nóng. Cái bình nhiệt này cháu cũng rửa sạch rồi." Trước lúc xuống xe, cô cũng đã nhân cơ hội đưa cho Trang Phi Phi một bình giữ nhiệt. "Ừ." Cũng không khách khí với Từ Mạn Mạn, Triển Tô Nam cầm, lấy bình, mở nắp, rót nước ra cốc. Môi của Cố Khê đang khô nẻ, cốc nước này vừa tới đúng lúc. "Tiểu thúc, thúc nằm nghỉ đi, cháu đi ra ngoài đợi kết quả." Cùng Cố Khê nói một câu, Từ Mạn Mạn bước đi, tiện tay khép cửa lại. Trong phòng bệnh chỉ còn lại Triển Tô Nam và Cố Khê. Sau cánh cửa, Từ Mạn Mạn ra hiệu với Trang Phi Phi đang đứng đó. Hai người yên lặng rời đi. Thổi cốc nước nóng cho bớt nóng, Triển Tô Nam một tay nâng Cố Khê dậy, một tay uy cậu uống nước. Cố Khê rút bàn tay từ trong chăn ra, muốn cầm cốc nước. "Để tôi tự." "Giống nhau thôi." Uy Cố Khê uống nước, Triển Tô Nam đỡ cậu đang mất tự nhiên nằm xuống, lại rót thêm một cốc nước nữa, tiếp tục thổi. "Tô Nam, để tôi tự làm." Cố Khê định cầm cốc nước, lại bị Triển Tô Nam nắm chặt tay. Tay cậu nhất thời khẽ run, theo bản năng muốn rụt ra, nhưng lại bị Triển Tô Nam nắm chặt. Ngoài dự đoán của Triển Tô Nam, Cố Khê không tiếp tục dãy dụa nữa. Mặt hắn cầm. Triển Tô Nam nhìn không được, nhếch mép cười với Cố Khê. Dù vậy, hắn cũng không đục nước béo cò, được một tấc lại muốn tiến một thước. Thành thật mà đặt tay Cố Khê vào lại trong chăn, nói: "Tiểu Hà, anh thích làm thế, em đừng khách sáo với anh. Em đang bệnh nên nghỉ ngơi cho tốt, đừng nghĩ ngợi chuyện gì cả, cũng đừng làm gì, có anh và Thiệu Bắc rồi." Đầy một bụng khó xử, Cố Khê thở hổn hển, vừa vì hai người này không chịu buông tay, cũng vừa vì chuyện hôm nay. Nâng Cố Khê dậy, tiếp tục uy cậu uống hết một chén nước. Triển Tô Nam đặt cậu nằm xuống, nói thêm: "Hôm nay, dù cho Dương Dương và Nhạc Nhạc có phần không đúng, thì mục đích cũng là vì chúng muốn bảo vệ ba của mình thôi. Nơi này không có người khác, trước mặt em, anh không muốn giấu giếm gì cả. Quách Nguyệt Nga là trưởng bối, nhưng những hành động của chị ta thật sự là quá phận. Anh và Thiệu Bắc đã được Mạn Mạn kể một số việc trước đây của chị ta rồi, khiến em thật vất vả. Dù sao bọn anh cũng là người trưởng thành, chị ta lại là đàn bà con gái. Nếu không thích, chỉ cần không quá quắt với bọn anh, thì bọn anh đều có thể nhịn. Nhưng Dương Dương và Nhạc Nhạc là trẻ con. Phản ứng của lũ trẻ trước thiện ác thẳng thắn hơn người lớn rất nhiều. Hơn nữa, chúng lại thương xót em. Nếu hôm nay Quách Nguyệt Nga không quá quắt như thế, thì anh nghĩ Dương Dương và Nhạc Nhạc nhất định sẽ không cãi nhau với cô ta. Em nói coi có phải hay không?" Cố Khê lẽ nào không hiểu được tâm tư muốn che chở mình của hai đứa con trai. Nhưng "Chị hai là trưởng bối,
chị ấy gây náo loạn thì cũng nên để cha nuôi. Bất chợt ho khan, áp chế kích động trong tâm trí, tiếp tục nói. Vốn ban đầu đã khiến cha mẹ nuôi khó xử rồi, giờ Dương Dương Nhạc Nhạc lại đứng trong sân cãi vã với chị ấy, càng khiến cho cả nhà họ Từ đều bị chê cười. Bà mẹ tuổi đã lớn, ba lại huyết áp cao, vạn nhất huyết áp tăng lên, xảy ra chuyện gì thì sao? Hơn nữa, bây giờ hậu quả lại là anh hai và chị hai ly hôn, sau này tôi còn thể diện đâu mà gặp anh hai? Dù chị ấy có gây sự lớn đến đâu thì chị ấy cũng là phụ nữ, tôi lại là em chồng, chị ấy cũng tự biết chừng mực. Tôi đợi chị ấy ồn ào xong, khuyên bảo thì mọi chuyện sẽ êm đẹp. Nếu vẫn cố chấp thì tôi sẽ không nhượng bộ. Nhưng Dương Dương và Nhạc Nhạc cãi vã như thế, ngược lại càng làm cho sự việc thêm lớn. Kệ bản chất của chị dâu ra làm sao thì chị ấy cũng đã toàn tâm toàn ý với anh hai. Anh hai là một người thành thật, luôn quan tâm đến tôi và con trai. Nếu không phải Dương Dương và Nhạc Nhạc khóa tôi trong phòng thì sự tình đã không lớn đến mức anh hai muốn ly dị. Nói gì thì nói, đây cũng là chuyện của người lớn. Chúng nó lao tới cãi vã với dì hai, còn ra hệ thống gì nữa chứ? Tôi sao có thể nương tay với chúng được chứ? Hơn nữa tình cảnh bây giờ đã thế này rồi, thì cậu lại càng phải đánh con trai. Anh hiểu, anh hiểu. Trong lòng của Triển Tô Nam mừng như điên, mừng vì Cố Khê tự nguyện nói với hắn những chuyện trong nhà. Hắn đánh bạo, với tay vào trong chăn, cầm lấy bàn tay lạnh lẽo của Cố Khê. Thấy đối phương không có cự tuyệt, giọng nói của hắn dịu dàng đi vài phần. Hôm nay coi như anh chị ấy đã giải tỏa được với nhau, anh thấy sau này chị hai sẽ thu liễm lại một chút. Dương Dương và Nhạc Nhạc hôm nay cũng chỉ vì đau em cũng đừng trách bọn chúng nữa. Em xem, em dọa hai đứa nó rồi. Anh cùng Thiệu Bắc đứng ở bên ngoài nhìn thôi mà cũng cảm thấy đau lòng muốn chết. Như vậy cũng tốt, sau này dì hai không có phân rõ phải trái thì chị ta còn phải kiêng kỵ Dương Dương và Nhạc Nhạc. Hôm nay chị ta gây sự không phải chỉ vì muốn xin việc cho Hoài Chí thôi sao? Dễ thôi, anh sẽ giúp chị ta. Tô Nam! Cố Khê nhăn mày, cậu biết rõ sức lực của thằng Hoài Chí nó như thế nào. Cậu không muốn hai người bọn họ chỉ vì mình mà khó xử. Triển Tô Nam rút một bàn tay ra, đưa lên vuốt ve gương mặt nóng bừng của Cố Khê. Mi mắt cậu khẽ run rẩy, bầu không khí giữa hai người nhất thời thay đổi. Triển Tô Nam cũng không làm thêm bất kỳ động tác nào nữa, cứ duy trì tư thế như vậy, thâm tình mà nhìn Cố Khê. Thẳng đến khi đối phương thật sự không nhịn được, hơi né đi ánh mắt nóng rực của hắn, thì Triển Tô Nam mới mở miệng nói. Chuyện của Hoài Chí chỉ là chuyện nhỏ, trong lòng anh và Thiệu Bắc đã có cân nhắc, sẽ tự biết không có gây phiền phức cho bản thân mình. Xảy ra biến cố này cũng tốt, anh và Thiệu Bắc định thời dịp này giải quyết triệt để phiền phức trong nhà anh hai luôn một thể, nhân tiện cũng tiêu trừ vướng mắc trong lòng của hai bác và em. Cố Khê ngẩn mặt, là có ý gì? Triển Tô Nam tiến lên bên tai của Cố Khê thì thầm to nhỏ với cậu nửa ngày, sau đó mới lùi người lại. Trong mắt của Cố Khê là kinh ngạc, còn có sự cảm kích. Triển Tô Nam nhếch miệng cười, nói, vì đây là anh hai, em luôn biết ơn phần ân tình của gia đình Từ gia, nên anh và Thiệu Bắc sẽ giúp anh ấy. Em nói có phải không? Em từng kể, anh hai đã rất quan tâm chăm sóc đến em và bọn trẻ. Anh cùng Thiệu Bắc càng phải giúp đỡ anh hai. Có được không? Có làm phiền đến các anh không? Trong lòng của Cố Khê rất mãn nguyện, nhưng lại không thể không suy nghĩ cho hai người. Sẽ không? Triệu Tô Nam trấn an nói. Anh và Thiệu Bắc là thương nhân, sẽ không để cho mình bị lỗ đâu. Dứt lời, hắn lại thật không biết xấu hổ bổ sung thêm một câu. Đương nhiên, ngoại trừ em và con trai, dù dâng hết tất cả cho ba cha con thì bọn anh cũng cảm thấy rất vui sướng. Thần sắc của Cố Khê cực kỳ mất tự nhiên, cụp mắt, môi dần giật, cuối cùng lại hóa thành một tiếng thở dài bất đắc dĩ. Tô Nam, các anh đừng... Tiểu Hà! Sợ sẽ nghe thấy cậu cự tuyệt, Triển Tô Nam nhanh chóng ngắt lời Cố Khê, nài nỉ nói. Tiểu Hà, bọn anh không cần em phải đáp lại tình yêu của anh và Thiệu Bắc. Chỉ cần như bây giờ, như lúc này em nguyện ý tâm sự những cái ưu phiền của em, nguyện ý để bọn anh ngồi cạnh em, nguyện ý để bọn anh nắm tay em, là hai bọn anh đã cảm thấy mãn nguyện rồi. Thật sự là mãn nguyện lắm rồi. Người trước mặt
so với 12 năm trước đã ổn trọng hơn nhiều, nhưng lại thiếu đi vài phần ngạo khí cùng tiêu sói. Trước kia, trong đáy mắt hắn chưa bao giờ có sự cầu sinh, khúm núm như thế này. Nội tâm Cố Khê đau đớn, cậu rất khó chịu nhìn hắn thành ra thế này, vì cậu mà phải chật vật như vậy. Triển Tô Nam một tay khẽ vuốt ánh mắt đầy thống khổ của Cố Khê, ấm áp nói: Tiểu Hà, điều duy nhất trong cuộc đời này khiến anh và Thiệu Bắc hối hận chính là đã làm tổn thương em. Điều đã qua cả. Giọng nói của Cố Khê cũng có chút khàn khàn. Triển Tô Nam lắc lắc đầu. Tiểu Hà, đừng tha thứ cho bọn anh, cứ để bọn anh ân hận cả đời này. Tô Nam, điều đã qua, tôi không muốn thấy các anh cứ dằn vặt chuyện này trong lòng. Mọi chuyện đều đã qua rồi. Triển Tô Nam chôn đầu vào bờ vai nóng hổi của Cố Khê, cảm xúc dao động. Thật lâu sau, hắn mới mở miệng. Tiểu Hà, hãy tin anh và Thiệu Bắc thêm một lần nữa. Ngón tay cảm thụ được rõ rệt vết sẹo trong lòng bàn tay của Triển Tô Nam. Cố Khê không đáp lại, chỉ rút bàn tay đang bị Triển Tô Nam nắm chặt, nhẹ nhàng vỗ lên lưng của hắn mấy cái. Đủ, thế này là đủ rồi. Một lần nữa cầm tay của Cố Khê, Triển Tô Nam dựng thẳng người dậy, ánh mắt hơi phím hồng, chất chứa niềm vui sướng. Cố Khê thản nhiên mỉm cười với hắn, nụ cười dịu dàng ấy càng khiến cho hốc mắt của Triển Tô Nam thêm đỏ, khóe miệng cong lên. Ngoài cửa sổ, từng trận tuyết rơi xuống mặt đất, ngày Tết tới, mùa xuân cũng không còn xa nữa. Lúc Kiều Thiệu Bắc đưa hai con trai vào bệnh viện, thì Cố Khê đã nằm ngủ trên giường. Bên tay trái đang cắm kim truyền nước. Nhìn sắc mặt của ba ba tái nhợt, suy yếu nằm đó, Dương Dương và Nhạc Nhạc vô cùng lo lắng. Đã có kết quả xét nghiệm, nhận được ánh mắt ra hiệu của hai người nọ, Ngụy Hải Trung kéo Từ Mạn Mạn cùng Trang Phi Phi, mang cả hai đứa bé đi ra ngoài ăn cơm. Có một số việc tốt nhất vẫn đừng nên cho lũ trẻ và Từ Mạn Mạn biết. Cầm tấm phim chụp vùng ngực của Cố Khê, nghe Hồng Nhạn gọi Triển Tô Nam và Kiều Thứ Bắc ra ngoài, sắc mặt nặng nề. Nóng lòng muốn biết kết quả kiểm tra, Triển Tô Nam nhíu mày. Kiều Thứ Bắc khẩn trương nhìn nghe Hồng Nhạn, lòng bàn tay đã sớm ướt đẫm mồ hôi. Nghe Hồng Nhạn giơ tấm phim chụp ra trước ánh sáng, rất chuyên nghiệp nói. Tuy kết quả xét nghiệm máu và nước tiểu đều có dấu hiệu của cảm mạo thông thường dẫn đến phát sốt, nhưng với tình hình trước mắt của Tiểu Hà thì nguyên nhân chủ yếu là do lao lực lâu ngày sinh thành bệnh. Vấn đề lớn nhất bây giờ là khung xương ngực của Tiểu Hà có một chỗ bị lệch vị trí. Từ phim chụp cho thấy đây là vết thương cũ gây ra, hơn nữa đã bị lệch một thời gian khá là lâu rồi. Tiểu Hà vẫn luôn ho khan, không đơn giản chỉ là do bệnh viêm khí quản đâu, mà cũng chủ yếu là bởi vì khung xương ngực bị lệch. Nói xong, nghe Hồng Nhạn chỉ vào vị trí lồi ra rõ rệt trên tấm phim âm bản, là giải thích thêm. Hải Trung nói Tiểu Hà từng bị người ta đánh, lúc ấy xương ngực của em ấy nhất định đã bị gãy hoặc là bị rạn. Hiện giờ cũng không còn kịp tới bệnh viện để điều trị nữa rồi. Xương ngực đã hoàn toàn bị biến dạng, nếu chỉ mới bị thì còn có thể thông qua giải phẫu để chữa trị. Nhưng bây giờ, một cuộc phẫu thuật với Tiểu Hà mà nói chính là tra tấn. Thời gian quá lâu, xương của cậu ấy đã phát triển hoàn thiện. Hoặc có thể hiểu là nó đã hoàn toàn cố định. Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc bóp chặt tay. Nhất là Triển Tô Nam, sự hối hận gần như nhấn chìm hắn. Nghe Hồng Nhạn cũng không chịu được khi thấy bọn hắn thống khổ như thế. Nói, ai cũng không hy vọng chuyện như vậy phát sinh, giờ hối hận cũng vô dụng. Không bằng cùng nhau nghĩ xem nên giải quyết như thế nào. Việc quan trọng nhất là đưa Tiểu Hà về Danh Hải. Điều kiện chữa trị ở nơi này quá kém. Chỉ cần dinh dưỡng của Tiểu Hà đều đặn, không bị mệt nhọc, thân thể dần dần khỏe lên, thông qua hóa trị và uống thuốc, vị trí lệch xương của em ấy không phải là không có hy vọng chữa. Huống hồ chị chỉ chuyên về khoa nhi, chưa chắc đã nói chuẩn xác. Chị tính đưa tấm ảnh chụp này về Danh Hải, tới gặp một số chuyên gia chỉnh hình xem sao. Chị dâu, chị nhất định phải giúp bọn em chữa khỏi bệnh cho Tiểu Hà. Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc cảm kích nắm tay của Nghe Hồng Nhạn cầu xin. Nghe Hồng Nhạn vỗ vỗ tay hai người, không khỏi cảm thông.
Trước mắt, các em cần phải mau chóng nghĩ cách để Tiểu Hà đáp ứng quay về Danh Hải. Chỉ cần trở lại đó thì rất nhiều chuyện sẽ được giải quyết. Thân thể Tiểu Hà bị ngoại thương rất nghiêm trọng. Lại là một thân một mình nuôi hai đứa trẻ chịu khổ mười mấy năm. Muốn em ấy hoàn toàn khỏe mạnh, không phải một sớm một chiều là có thể làm được. Các em phải chuẩn bị tâm lý đi. Có thể chỉ mất vài năm, nhưng cũng có thể là mấy chục năm. Hai người cắn chặt miệng, gật đầu thật mạnh. Đó là tội lỗi mà bọn hắn phải dành cả đời để sửa lại. Do dự một lát, nghe Hồng Nhạn Hà giọng nói. Việc của Từ gia, chị không tiện nhiều lời. Nhưng về chị hai của Tiểu Hà, sau này các em vẫn nên lưu tâm nhiều một chút. Vốn Tiểu Hà nên nghỉ ngơi trong phòng, không nên đứng ngoài chịu gió lạnh. Không nên tức giận như vậy, thì có lẽ bây giờ em ấy đã không sốt tới tận 40 độ. Cứ sốt lên sốt xuống thế này rất có hại. Em biết, lần này là do em sơ suất. Sau này bọn em tuyệt đối sẽ không để chị ta tới gây chuyện với Tiểu Hà nữa. Hoàn toàn trái ngược với vẻ ôn hòa khi ở nhà Từ gia, Kiều Thiếu Bắc lạnh lùng nói. Nghe Hồng Nhạn lại nói, chị thấy chàng trai tên Hoài Chí kia vốn không phải là người có năng lực. Chuyện việc làm của cậu ta nhất định phải giải quyết dứt điểm. Nếu không Tiểu Hà sẽ rất khó xử. Nhưng các em cũng phải cân nhắc công việc phù hợp với thực lực của cậu ta. Chứ nếu không thì sau này Tiểu Hà lại phải khổ tâm lo lắng. Triện Tu Nam đáp, chị dâu, chị cứ yên tâm, bọn em sẽ giải quyết triệt để chuyện này. Nghe Hồng Nhạn yên lòng. Chị không nói thêm gì nữa, hai em vào chăm sóc Tiểu Hà đi. Chị đi tìm Mạn Mạn, nhân tiện hỏi Mạn Mạn và Dương Dương Nhạc Nhạc kỹ hơn về tình hình sức khỏe của Cố Khê. Chị đoán chắc Tiểu Hà không có nói thật hết mọi chuyện với chị. Vâng, vậy làm phiền chị. Khách sáo với chị làm cái gì chứ? Cất tấm phim chụp vào túi sách, Nghe Hồng Nhạn bước đi. Triện Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc đứng ngoài hành lang một lúc lâu, áp chế ân hận xuống sâu tận đáy lòng. Hai người chấn chỉnh lại biểu tình ở trên mặt, rồi mới đẩy cửa phòng bệnh, nhẹ nhàng đi vào. Hai người ngồi hai bên sườn của giường bệnh. Bên tai đang truyền dịch của Cố Khê dị thường lạnh lẽo. Kiều Thiệu Bắc đem tay của cậu đặt vào trong lòng bàn tay ấm áp của mình. Còn tay kia của hắn thì xoa xoa bóp cái tay đang đông cứng vì kim đâm. Uống thuốc xong, trán của Cố Khê toát mồ hôi. Triện Tô Nam vò khăn lau mồ hôi cho cậu. Tầm mắt nhìn thấy rõ một vệt sẹo ở trên trán của Cố Khê. Kiều Thiệu Bắc cũng thấy được. Hắn sờ lên vết sẹo đó, hít thở nặng nhọc. Triện Tô Nam đứng lên, nhẹ nhàng gạt bỏ bớt mái tóc của Cố Khê ra, kiểm tra xem đầu của cậu có vết thương nào nữa hay không. Trong đầu lóe lên cảnh tượng Cố Khê bị Triển Tô Phàm đánh vào đầu. Trong mắt của Kiều Triển lại bùng lên cơn thịnh nộ. Tuy sự việc đã qua đi 12 năm, nhưng hiện tại mỗi giây mỗi phút, bọn hắn đều bị tra tấn bởi nỗi thống khổ và ân hận. Thời gian lại phản phất như quay về 12 năm trước đây. Lại lau mồ hôi cho Cố Khê, Triển Tô Nam cố gắng điều tiết hơi thở trầm trọng của mình. Sau hơn nửa ngày, hắn khàn khàn nói, trên trán của Tiểu Hà có hai vết sẹo đỏ sậm, rất giống vết thương cũ. Kiều Thiệu Bắc cúi đầu, qua một lát, hắn mới nâng người nhìn chỗ Triển Tô Nam chỉ. Mau chóng nghe biện pháp để Tiểu Hà nguyện ý cùng chúng ta về Danh Hải thôi. Triển Tô Nam dùng sức vò mạnh khăn mặt, gật đầu, nhìn Cố Khê nói, Danh Hải là nơi khiến cho Tiểu Hà thương tâm, tôi e em ấy có chết cũng không có muốn trở về. Em ấy sợ sẽ gây phiền toái cho chúng ta. Theo cái đà này, với tính cách của Tiểu Hà thì lại càng không muốn dựa dẫm vào tôi và cậu. Nếu không nhờ Dương Dương và Nhạc Nhạc, ngay cả cơ hội chuộc lỗi chúng ta cũng không có. Cho nên mới nói cần phải nghĩ biện pháp để Tiểu Hà cam tâm tình nguyện theo chúng ta. Lông mày của Kiều Thiệu Bắc nhăn vào thành chữ xuyên. Cũng phải tranh thủ nghĩ ra cơ hội để bọn hắn sắm sửa cho Cố Khê một ít đồ đạc mới được. Nếu không phải bọn hắn mặc giày cố chấp thì căn bản Cố Khê sẽ không chịu nhận áo lông và bộ quần áo trong bằng nhung. Hai người nhìn Cố Khê, trong lòng nôn nóng không thôi, lại đau lòng vạn phần. Nó ân hận tự trách cứ tồn động mãi trong lòng bọn hắn. Qua một lát, Triện Tô Nam hỏi, Dương Dương và Nhạc Nhạc sao rồi? Không có việc gì. Biểu tình ở trên mặt của Kiều Thiệu Bắc dửng dưng, giọng điệu thản nhiên nói, có bác trai bác gái che chở cho chúng,
nhất quyết không cho hai đứa xin lỗi. Anh hai giáo huấn Quách Nguyệt Nga rồi, tôi hứa hẹn với chị ta là sẽ giải quyết chuyện của Hoài Chí. Nhưng cậu ta bằng cấp lại rất thấp, đến công ty của tôi hoặc của cậu đều rất quá khó. Cứ chờ một thời gian nữa thì tính tiếp. Trước cứ cam đoan với chị ta cho xong chuyện. Tôi nghĩ chị ta cũng không có lá gan đến nỗi mà mở miệng hỏi Tiểu Hà nữa đâu. Chuyện trước kia tôi cũng không chấp chị ta làm gì, nhưng chuyện hôm nay chị ta quá phận rồi, không thể không cho chị ta một bài học được. Chị ta là chị dâu, lại là người từ gia, ỷ vào việc Tiểu Hà chỉ là con nuôi nên chị ta mới dám không kiêng nể như thế. Hôm nay chị ta còn khiến cho Dương Dương và Nhạc Nhạc ủy khuất, tôi cũng phải cho chị ta nếm mùi lo lắng bồn chồn mấy ngày mới được. Ừ, hôm nay chị ta rất là quá quắt, chúng ta chỉ là người ngoài không tiện nói nhiều. Mà đã thế, thân phận của Tiểu Hà lại không thể so đo mấy cái chuyện vặt vãnh này với chị ta. Nhưng chị ta khiến bệnh tình của Tiểu Hà nặng hơn, lại khiến Dương Dương và Nhạc Nhạc tủi thân. Việc này không thể cho qua dễ dàng như vậy được. Sắc mặt của Triển Tô Nam cũng chẳng khá hơn là bao. Bọn hắn không phải là người có lòng dạ hẹp hòi. Nhưng hôm nay, Cố Khê lẫn bọn nhỏ đều bị Quách Nguyệt Nga gây sự. Bọn hắn đương nhiên không thoải mái. Nếu Quách Nguyệt Nga là người biết phân phải trái, cậu từ thừa chí kia hiểu chuyện giống như từ mạng mạng, thì vấn đề bằng cấp hay trình độ có là cái gì đâu. Chỉ cần một câu thôi là bọn họ thừa sức sắp xếp một công việc ngon lành trong công ty mình. Sau đó hai người im lặng, lặng lặng ngồi đó nhìn Cố Khê. Phút chốc lại lao mồ hôi cho cậu. Bác sĩ yêu cầu cần phải truyền 3 bình dịch, mà chưa truyền xong bình thứ 2, Cố Khê đã tỉnh giấc. Hai người lập tức đứng lên, nhỏ giọng hỏi: Tiểu Hà, em muốn uống nước không? Vừa tỉnh lại, Cố Khê có điểm choáng váng, mơ mơ màng màng nhìn hai người trong chốc lát, rồi định ngồi dậy. Hai người nhanh tay đỡ lấy cậu hỏi: Sao thế? Em muốn lấy cái gì? Để bọn anh lấy cho. Suy yếu thở hổn hển, Cố Khê nói: Tôi muốn đi vệ sinh. Em đừng có động, vừa mới ra mồ hôi, cẩn thận lại cảm lạnh đó. Vì muốn Cố Khê nằm thoải mái nên lúc truyền dịch, Triển Tô Nam đã giúp cậu cởi áo khoác. Một tay ôm Cố Khê để tránh cho cậu cảm lạnh, một tay với lấy áo khoác. Triển Tô Nam cùng Kiều Thiệu Bắc mặc vào cho Cố Khê. Tay trái của cậu đang đâm kim, không có cách nào luồn tay vào áo được. Triển Tô Nam liền nhanh trí buộc cái tay đó vào. Kiều Thiệu Bắc treo bình dịch vào cây treo, rồi hắn sóc chăn lên giúp Cố Khê ngồi dậy. Tô Nam đưa cây treo bình dịch cho Triển Tô Nam. Kiều Thiệu Bắc ngồi sộm xuống, đi giày cho Cố Khê. Cố Khê nhất thời bừng tỉnh, vội nói: Để tôi tự đi. Xong ngay thôi. Kiều Thiệu Bắc giữ chặt hai chân đang né tránh của Cố Khê, đi giày cho cậu. Tóc của Cố Khê có vài chỗ vá lại, cậu càng cảm thấy ngượng ngùng. Kiều Thiệu Bắc đương nhiên nhìn thấy, hắn sẽ không chê cười Cố Khê, chỉ là vô cùng đau lòng. Sắc mặt duy trì vẻ bình tĩnh, đi dài cho Cố Khê. Kiều Thiệu Bắc đứng lên, cầm lại cây treo bình truyền dịch. Ngay sau đó, Triển Tô Nam trực tiếp bế thẳng Cố Khê dậy, khiến cho cậu hoảng hốt. Tô Nam! Không có việc gì, bên ngoài không có ai. Làm bộ không rõ ý tứ của Cố Khê, Triển Tô Nam ôm Cố Khê bước nhanh tới cửa. Kiều Thiệu Bắc mở cửa, vì khẩn trương mà gương mặt của Cố Khê có phần hồng hơn. Cậu nhỏ giọng nài nỉ: Tô Nam, anh buông tôi ra, để tôi tự đi. Không sao đâu, không có ai mà. Lén lút nhìn trái nhìn phải, Triển Tô Nam ôm Cố Khê nhanh chóng đến phòng vệ sinh. Kiều Thiệu Bắc đi bên cạnh cũng mở miệng trấn an: Không có mấy ai nằm viện cả, không sợ bị nhìn thấy đâu. Vấn đề là không phải là bị nhìn thấy hay không, qua lớp áo nhung mỏng của Triển Tô Nam, Cố Khê có thể nhận ra được sự rõ rệt là có một luồng khí nóng tỏa ra từ nơi cậu tiếp xúc với cơ thể của hắn. Cậu làm gì có cơ hội cự tuyệt, nhà vệ sinh đã ngay trước mắt. Triển Tô Nam buông Cố Khê xuống, giúp cậu đứng vững. Kiều Thiệu Bắc mở cửa phòng, duy chuyển cây treo vào. Bọn anh đợi em bên ngoài. Kéo khóa áo cho Cố Khê, hai người biết ý mà lùi về sau, đứng ngoài cửa. Đứng ở trong phòng vệ sinh nhìn hai người nọ khuất bóng. Trong đầu Cố Khê không biết có phải là vì sinh bệnh hay không mà hoàn toàn trống rỗng, còn hơi choáng váng nữa. Bình tĩnh lại nào. Cố Khê đi vào buồng vệ sinh, đóng cửa lại.
Tay phải vụng về, kéo khóa quần xuống, tim đập nhanh hơn bình thường. Gác ngoài cửa, hai người kia cũng không bình tĩnh chút nào. Kiều Thiểu Bắc vô thức tìm thuốc lá trong người, mới chợt nhớ ra mình đang cây thuốc. Nhìn không được, áp tai vào cửa nghe ngóng bên trong. Nghe thấy tiếng xả nước, hai người đồng thời xoay người bước vào. Kiều Thiểu Bắc vỗ vỗ vai của Triển Tô Nam. Triển Tô Nam hiểu ý. Đợi chốc lát, cửa buồng vệ sinh mở. Vừa ngó đầu ra, đã thấy hai người đàn ông cao lớn hơn 1m9 đứng trước mặt mình. Đầu tiên thân thể của Cố Khê là khẽ run, rồi lập tức nói: "Tôi tự mình đi về." Kiều Thiếu Bắc dìu Cố Khê ra, Triển Tô Nam cầm lấy cây treo bình truyền dịch, sợ bọn họ sẽ cưỡng ép ôm mình trở về. Cố Khê còn cố ý nói thêm: "Tự tôi đi là được rồi. Em còn đang toát mồ hôi, đừng để trúng gió." Kiều Thiếu Bắc đang cầm tay của Cố Khê, đột nhiên ôm thắt lưng của cậu. Mắt của Cố Khê trừng lớn, còn chưa kịp phản đối thì hai chân đã rời khỏi mặt đất. Tài chới với theo phản xạ mà ôm chặt lấy cổ của Kiều Thiểu Bắc. "Thiểu Bắc!" Mặt của Cố Khê lập tức đỏ bừng. "Tô Nam ôm em đi, thì anh sẽ ôm em về." Cố Khê há hốc mồm, nói không nên lời. Kiều Thiểu Bắc cười đặc biệt ôn nhu với Cố Khê. Triển Tô Nam nhanh chóng khoác áo vào cho cậu. Hai người như trẻ con trộm được kẹo, miệng dẻo quẹo, nói chuyện với Cố Khê. Còn chân thì bước đều ra khỏi nhà vệ sinh, thái độ kiên quyết là muốn ôm cậu. Dọc đường đi cứ thấp thỏm lo sợ, chẳng hiểu về phòng bệnh lúc nào, thân thể được đặt yên ở trên giường, áo khoác bị cởi, giày cũng bị cởi. Cố Khê suy yếu vô lực, không hề có sức phản kháng, nằm xuống giường. Đáy mắt là hình ảnh hai gương mặt hớn hở tươi cười. Sau đó mắt của cậu bị bàn tay ấm áp của Kiều Thiểu Bắc che kín. "Ngủ tiếp đi, bác sĩ nói em cần phải ngủ nhiều hơn, nghỉ ngơi nhiều hơn." Môi giật giật, Cố Khê nhắm hai mắt lại, nhưng cái tay kia cũng không có chịu rời đi. Bờ mi dài khẽ cọ cọ lòng bàn tay của Kiều Thiểu Bắc. Cố Khê thở dài khe khẽ, mở miệng: "Các anh ăn cơm chưa?" "Ăn rồi, đừng có để ý đến bọn anh. Muốn ăn gì sao?" Lắc lắc đầu, cảm thấy không có khẩu vị, Cố Khê thả lỏng thân người, bàn tay để trên mắt của cậu bỏ xuống. Cố Khê nhìn không được mở to mắt, liền thấy hai người ngồi bên giường ngắm cậu ngủ. Một cảm xúc khác thường đang luân chuyển giữa ba người, vây lại bọn họ lại với nhau. Khi thấy Triển Tô Nam cúi đầu, Cố Khê vội vàng nhắm mắt, khẽ quay đầu đi, hô hấp đình trệ. Nụ hôn vẫn hạ xuống, dừng ngay trên mắt của cậu, mang theo khí nóng bức người. "Ngủ đi, còn một bình dịch nữa lận." Cố Khê không có lên tiếng, nhắm hai mắt lại, để sự mệt mỏi xâm chiếm toàn bộ ý thức của mình. Triển Tô Nam và Kiều Thiểu Bắc không làm thêm bất cứ hành động xấu nào nữa, cũng không phát ra bất kỳ một tiếng động nào. Hơi thở của Cố Khê dần dần đều đặn, hai mắt nhắm chặt, cũng chậm rãi thả lỏng. Cậu đã say giấc. Triển Tô Nam lén lút chui tay vào trong chăn, nắm lấy bàn tay luôn lạnh lẽo của Cố Khê. Kiều Thiểu Bắc thì tiếp tục xoa bóp làm ấm cái tay đang bị chọc kim của cậu. Có thể bình yên nắm lấy tay của Cố Khê thế này, trong lòng bọn hắn đã muôn vàn hạnh phúc. Giữa trưa, Từ Mạn Mạn và Trang Phi Phi mang cơm tới. Cố Khê còn đang ngủ, cậu thật quá mệt mỏi. Cả đêm không ngủ lại khóc một trận, nên Dương Dương và Nhạc Nhạc sang nhà bác cả ngủ. Có nghe Hồng Nhạn và Ngụy Hải Trung trông hai đứa. Triển Tô Nam và Kiều Thiểu Bắc không có khẩu vị ăn cơm. Cố Khê còn phải truyền nốt nửa bình nữa. Từ Mạn Mạn cùng Trang Phi Phi không ở lại lâu. Hai người kia ăn xong thì cô và Trang Tử cũng cầm lòng giữ nhiệt ra về. Chưa gì mà đầu năm trong nhà đã xảy ra chuyện. Trong lòng Từ Lão Gia và Từ Nãi Nãi vô cùng tức giận. Ngay khi Kiều Thiểu Bắc và Ngụy Hải Trung đưa hai đứa trẻ đi, Từ Lão Gia đã hung hăng giáo huấn Từ Khâu Thuật và Quách Nguyệt Nga một trận. Giữa trưa hai người cũng không dám trở về nhà. Quách Nguyệt Nga tự mình làm bữa cơm nhận sai với bố mẹ chồng. Từ Lão Gia cùng Từ Nãi Nãi tiếp nhận bữa cơm do con dâu nấu, nhưng sắc mặt vẫn không khá hơn chút nào. Người con dâu này liệu có thể sửa đổi được hay không, còn phải để ông bà tiếp tục quan sát. Vợ chồng Từ Khâu Lâm cũng không có đi. Thứ nhất là để xoa dịu bầu không khí căng thẳng ở trong nhà. Thứ hai là cũng chờ Cố Khê trở về,
xem coi tình hình của cậu ra làm sao. Sau khi ăn cơm xong, Từ lão gia và Từ nãi nãi ngồi trong phòng khách đợi Cố Khê trở về. Đợi đến tầm 2 giờ trưa, thì bên ngoài có tiếng xe ô tô, Từ Khâu Lâm và Từ Khâu Thuật nhanh chóng đứng dậy đi ra ngoài. Lý Trân Mai cùng Quách Nguyệt Nga thì dìu bố mẹ chồng đi ra. Mở cửa, quả nhiên là Cố Khê đã về. Dương Dương và Nhạc Nhạc vừa xuống xe, Từ nãy nãy đang định hỏi han tình hình sức khỏe của cậu thì thấy Kiều Thiệu Bắc ôm một người bọc kín mít xuống xe. Kiều Thiệu Bắc vẫn không mặc áo khoác của hắn đang ở trên người của Cố Khê. Nhìn một lượt mấy người Từ nãy nãy rồi ôm Cố Khê đi thẳng lên lầu. Nhạc Nhạc chạy phía trước mở cửa. Dương Dương cầm tay của bà nội, nhỏ giọng tỉ tê: "Bà nội, ba của cháu còn đang ngủ." "Bác sĩ nói sao?" Đi theo phía sau Kiều Thiệu Bắc và Triển Tô Nam, Từ nãy nãy lo lắng hỏi. Nghe Hồng Nhạn thay Dương Dương trả lời: "Tiểu Hà là do vất vả lâu ngày nên sinh bệnh, lại bị trúng gió, sốt càng nặng, vừa mới hạ sốt thôi ạ. Còn phải tiêm 3 ngày nữa mới đỡ hoàn toàn thưa bác." Cô vừa dứt lời, Quách Nguyệt Nga đang đi cuối hàng cũng không khỏi co rúm người lại. Tuy không ai tiếp tục trách cứ cô ta, nhưng ánh mắt của cả nhà đều mang ý như vậy. Kiều Thiệu Bắc và Triển Tô Nam bước vào phòng, nhẹ nhàng đặt Cố Khê lên giường. Dương Dương và Nhạc Nhạc ở trong phòng hỗ trợ, những người khác đều đứng ở cửa sổ nhìn. Thấy Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc thuần thục cởi áo khoác cùng quần áo ngoài của Cố Khê, nhìn bọn hắn đắp chăn cẩn thận cho cậu, nhìn bọn hắn lao đi tầng mồ hôi trên trán của Cố Khê, nhìn bọn hắn chu đáo như vậy, Từ lão gia và Từ nãy nãy đã hoàn toàn yên tâm. Mấy người còn lại Từ Khâu Lâm cùng Từ Khâu Thuật với suy nghĩ vô cùng đơn thuần, hoàn toàn không suy nghĩ vớ vẩn, còn cảm khái Cố Khê có được những người bạn này thật tốt. Từ lão gia hỏi Ngụy Hải Trung: "Ngày mai liệu Tiểu Hà có còn cần phải đến bệnh viện nữa không?" Ngụy Hải Trung trả lời: "Không cần nữa ạ. Hồng Nhạn là bác sĩ, ngày mai để cô ấy tiêm cho Tiểu Hà là được. Hiện giờ em ấy chủ yếu cần phải được nghỉ ngơi thật tốt. Lúc không có bọn cháu ở đây thì phiền hai bác chú ý Cố Khê một chút, đừng để em ấy quá mệt nhọc." "Được, được rồi." Từ lão gia và Từ nãy nãy liên tục gật đầu. Cửa mở, Dương Dương và Nhạc Nhạc đi ra. Dương Dương nói với những người bên ngoài: "Ông nội, bà nội, bác cả dì cả, bác hai dì hai, mọi người đi xuống nhà nghỉ ngơi đi ạ. Nơi này có chúng cháu và hai thúc thúc chăm sóc ba ba là được rồi." "Các cháu ăn cơm chưa?" Từ nãy nãy đau xót nhìn cháu trai. "Dạ rồi ạ. Bà nội, bà mau về phòng đi, ngoài trời lạnh lắm." Ừ, có chuyện gì thì cứ gọi bà nha." "Dạ vâng ạ." Dương Dương và Nhạc Nhạc dìu ông bà nội xuống nhà, tiễn hai người tới tận cửa phòng rồi mới lên lầu. Vừa mới cãi vã với dì hai, tốt nhất chúng không nên ở cùng một phòng với dì ấy. Trong phòng Cố Khê, che rèm kín kẽ, Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc lại cởi quần dài của Cố Khê, muốn để cậu ngủ thoải mái hơn. Sau khi con trai quay lại phòng, bọn hắn mỗi người ôm lấy một đứa, lấy điện thoại của mình cho hai đứa nhóc nghịch, rồi cùng nhau đợi người quan trọng nhất của bọn hắn tỉnh giấc. Cố Khê chưa từng có một giấc ngủ ngon lành như vậy. Ngủ thẳng đến khi xương cốt toàn thân đều mềm nhũn ra, nhưng cũng vì như thế mà càng đau nhất. Chợt tỉnh từ trong cơn mộng mị, vô lực mở hai mắt, cảm nhận thấy ánh sáng mờ ảo hắt ra từ đèn ngủ, những thứ khác đều mông lung. Mơ hồ, cảm nhận thấy bên giường có bóng người, Cố Khê nhắm mắt lại. Đến khi trong đầu không còn hỗn độn, cậu mới mở mắt ra. Khi nhìn thấy rõ cảnh vật xung quanh, nội tâm cậu lập tức trở nên xáo động. Từ trên giường ngồi dậy, phát hiện bản thân chỉ mặc mỗi một cái quần áo trong giữ ấm, nhưng vẫn là bộ đồ từ lúc sáng. Cố Khê thở phào nhẹ nhõm. Bên phải giường, Kiều Thiệu Bắc ghé người nằm trên bàn ngủ gục. Còn ngồi bên trái, Triển Tô Nam đang dựa tường, ngủ gà ngủ gật. Cố Khê nhìn đồng hồ trên bàn, trái tim một lần nữa chua xót. Đã hơn 1 giờ trưa, hai người đã ở bên cậu suốt cả một ngày sao? Cảm thấy cả người hơi lạnh, Cố Khê lấy thêm áo khoác mặc vào người rồi nhẹ nhàng đánh thức Kiều Thiệu Bắc. Đang ngủ, Kiều Thiệu Bắc giật mình tỉnh giấc, nhanh chóng tỉnh táo, ngái ngủ nhìn Cố Khê. Sau đó lập tức biến thành vui sướng, rồi lập tức hóa thành đau lòng.
rất tự nhiên sờ trán của Cố Khê. Kiều Thư Bác thở phào buông tay ra nói, cuối cùng cũng hạ sốt rồi. Hắn vừa dứt lời, Triển Tô Nam cũng tỉnh giấc. Nhìn thấy Cố Khê, hắn lập tức tới gần cậu, động tác y như Kiều Thư Bác, vô cùng tự nhiên mà sờ trán của cậu, rồi cũng thở phào nhẹ nhõm. Tiểu Hà, chắc em đói bụng lắm rồi hả? Anh lấy cái gì đó cho em ăn nha. Triển Tô Nam xuống giường, định đi ra ngoài. Cố Khê giữ tay của hắn lại, vội nói, tôi không sao, các anh về nghỉ ngơi đi. Triển Tô Nam rút tay ra, kéo cao chăn cho Cố Khê, cười nói, bọn anh không vấn đề, hôm nay em phát sốt gần một ngày rồi đó, vẫn nên cẩn thận một chút thì hơn. Anh lấy cho em một chút cháo nha. Tô Nam. Cửa mở, Triển Tô Nam đi ra ngoài. Cố Khê vừa bất đắc dĩ vừa bất an. 12 năm trước, cậu đã không quen hai người nọ chăm sóc mình khi mà mình sinh bệnh. Hiện giờ lại càng không thích ứng nổi. Ngẩng đầu là gương mặt đầy dịu dàng của Kiều Thiểu Bắc, vừa định khuyên hai người trở về khách sạn thì đối phương đã lên tiếng trước. Em có muốn giải quyết không? Giải quyết? Sau khi Cố Khê hiểu được ý của hắn thì trong đầu cậu ầm một tiếng, hai má nóng bừng. Kiều Thiểu Bắc thế nhân lại lôi một cái bô từ ở dưới gầm bàn lên. Anh đợi bên ngoài. Tựa hồ cũng cảm nhận được Cố Khê có ý giải quyết, Kiều Thiểu Bắc đặt cái bô bên cạnh giường rồi nói, bên ngoài đang có tuyết lớn, rất lạnh, đừng có đi ra ngoài, em cứ nằm ở trong phòng, em đang bệnh, không có phải ngại ngùng đâu. Nói xong, hắn liền đứng dậy đi ra ngoài. Bên tai Cố Khê lúc này toàn là tiếng tim đập thình thịch của mình. Cậu cởi nhanh áo khoác, hô hấp dồn dập. Loáng thoáng nghe được tiếng bước chân xuống lầu của Kiều Thiểu Bắc. Cậu cúi đầu, thật lâu sau mới phát ra tiếng thở dài. Mười mấy phút sau, Triển Tô Nam và Kiều Thiểu Bắc trở lại. Trong tay của Triển Tô Nam bưng một chén cháo nóng hổi, còn kèm theo một dĩa dưa muối. Còn trong tay của Kiều Thiểu Bắc cũng bưng một chén nhỏ. Sau khi vào phòng, hắn đặt cái chén nhỏ đó cạnh máy sưởi. Không hỏi Cố Khê đã giải quyết xong hay chưa, Kiều Thiểu Bắc trực tiếp ngó nhìn cái bô, rồi đi tới định bê nó ra ngoài. Thiểu Bắc, đặt xuống đi, để tôi đem đổ. Cố Khê không biết bản thân có phải là bị sốt hay không, nhưng mà mặt của cậu gần như là bốc hỏa. Em cứ ngoan ngoãn nằm yên đi, đừng có xuống giường. Sắc mặt của Kiều Thiểu Bắc bình tĩnh, nâng cái bô đi ra ngoài. Cố Khê mím môi. Triển Tô Nam ngồi xuống bên giường, cười với cậu. Tiểu Hà, đừng có ngượng, có thể chăm sóc cho em thế này khiến cho anh và Thiểu Bắc rất là vui. Tô Nam. Cố Khê ngoái đầu, nhăn mày. Tôi không thích các anh làm như vậy. Hai người bọn họ là thiên kiêu chi tử, không giống cậu, chỉ là... Có sao đâu, bọn anh cũng đâu phải là hoàng đế, sao lại không thể làm như vậy được. Em cứ mặc bọn anh. Nhớ tới chuyện cũ nào đó, trên mặt của Triển Tô Nam lộ ra nụ cười lưu luyến. Em đã quên rồi sao, lúc anh và Thiệu Bắc bị ốm, chính em cũng đã chăm sóc cho bọn anh như vậy. Còn nhớ, lúc anh trúng đạn, đến cơm anh cũng chỉ có thể há mồm đợi em bón đó, ngay cả tắm rửa cũng là một tay em lo. Giờ hắn mới biết, khi đó người nọ tắm rửa cho hắn, trong lòng áp lực khủng khiếp tới cỡ nào. Nghĩ vậy, Triển Tô Nam múc một thìa cháo, thổi nguội bớt rồi uy đến bên miệng của Cố Khê, đầy ân cần nói. Tiểu Hà, trước kia toàn là em chăm sóc cho bọn anh, thì hiện giờ hãy để cho bọn anh chăm sóc em đi. Đã là quá khứ, anh đừng giữ lại trong lòng làm gì. Nội tâm của cậu đang rất hỗn loạn. Đương nhiên phải giữ chặt nó trong lòng rồi, phải giữ chặt cả đời chứ. Đưa thìa cháo đến bên miệng của Cố Khê, Triển Tô Nam cúi đầu hỏi. Tiểu Hà, ba người chúng ta còn có cả hai con trai nữa, sau này cứ sống như vậy có được không? Cố Khê căng thẳng, yên lặng nhìn Triển Tô Nam, thấy đáy mắt dần trào lên ra bi thương. Không đáp lại, Cố Khê nuốt khan cổ họng, hé miệng. Vất vả các anh. Sau đó, há miệng nuốt thìa cháo được đưa tới. Triển Tô Nam thản nhiên nở nụ cười, tự hỏi, tự trả lời. Vậy năm người chúng ta cứ như thế này đi. Cháo trong miệng hơn nửa ngày mới nuốt xuống. Cố Khê cũng không nói được hay là không, yên tĩnh ăn những thìa cháo mà Triển Tô Nam đưa tới. Trái tim hỗn loạn rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh. Kiều Thiểu Bắc rửa sạch cái bô, về phòng cất rồi lại đi ra ngoài.
Một chốc sau, hắn bưng một chậu nước ấm trở vào. Đợi cô Khuyên ăn cháo xong, hắn vờ ướt khăn. Lúc này, có Khuyên thế nào thì cô Khê cũng không chịu để bọn hắn làm. Cậu muốn tự mình lau mặt. Thấy cậu lau mặt xong, Kiều Thiệu Bắc lấy cái bát vẫn được để bên cạnh máy sưởi giao cho Triển Tô Nam. Lúc đầu cô Khê không thấy rõ cái thứ ở trong bát, còn tưởng là thuốc hay gì đó. Cuối cùng, khi Triển Tô Nam uy đến bên miệng của cậu, cậu mới biết hóa ra là tổ yến. Chị Hồng Ngạn nói, thân thể của em rất suy nhược, cần phải bồi bổ nhiều. Hơn nữa không thể mệt nhọc, bằng không yếu đi sẽ rất là phiền toái. Gián tiếp giải thích lý do vì sao phải ăn tổ yến, Triển Tô Nam làm bộ không thấy nét mặt khó xử của Cố Khê, uy một thìa tổ yến đến bên miệng cậu. Tô Nam, Thiệu Bắc, thân thể của tôi không nghiêm trọng như vậy đâu, các anh đừng mua những thứ quý giá như vậy nữa. Cố Khê cảm thấy thìa tổ yến này đặc biệt khó nuốt. Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc đã nhờ Ngụy Hải Trung mua nào là tổ yến, đông trùng hạ thảo, vi cá, hải sâm, nhân sâm cao cấp để Cố Khê bồi bổ thân thể. Bọn hắn vẫn trộm đợi cơ hội cho cậu ăn. Giờ cơ hội đã tới rồi, bọn hắn đương nhiên phải chặt chẽ nắm bắt chứ. Kiều Thiệu Bắc ngồi bên Cố Khê, nói: thân thể của em có suy yếu hay không là do bác sĩ phán đoán. Những thứ này không phải chỉ mua cho một mình em, Dương Dương Nhạc Nhạc và bác trai bác gái đều có. Mọi người cùng tẩm bổ sức khỏe. Nhìn không được, cầm lấy tay của Cố Khê, Kiều Thiệu Bắc khẽ so nắng sương tay của cậu. Sức khỏe của em là quan trọng nhất. Anh biết em không muốn bọn anh vì em mà tiêu tốn tiền bạc, nhưng đối với bọn anh, làm như vậy sẽ khiến cho trong lòng mình dễ chịu hơn đôi chút. Tiểu Hà, đừng có khách sáo với bọn anh nữa. Ăn xong thì em cứ ngủ tiếp đi, giờ em cần phải ngủ thật là nhiều. Không để Cố Khê nói thêm những lời khách khí nào nữa, Triển Tô Nam đã lớn tiếng dặn dò. Không có cách nào cự tuyệt thì tổ yến đặt ở bên miệng, mà dù có muốn từ chối thì hai người bọn họ căn bản cũng không cho cậu cơ hội. Cố Khê phiền não ăn tổ yến, nhìn quanh căn phòng, thấy bọn hắn dọn dẹp đâu vào đấy hết thảy, trong lòng cực kỳ mâu thuẫn. Nằm trên giường, nhìn hai người cố chấp ngồi hai bên, một trái một phải, rất kiên định canh đêm cho cậu, Cố Khê lên tiếng: các anh bế Dương Dương và Nhạc Nhạc lại đây đi. Kiều Thừa Bắc chỉnh chăn cho cậu, nói: thân thể của em còn yếu, đừng ngủ cùng bọn nhỏ, kẻo em lại ngủ không ngon. Không có việc gì đâu, đừng để ý tới bọn anh làm gì. Anh và Tô Nam vừa chợp mắt được một lúc rồi, giờ không có thấy buồn ngủ. Bọn anh một ngày ngủ 4 tiếng là đủ. Là thói quen hình thành ở Mỹ sao? Nhớ đến trước kia, hai sâu lười này phải ngủ mỗi ngày ít nhất mười mấy tiếng mới hoàn toàn tỉnh táo. Trong lòng Cố Khê rầu rĩ, một bàn tay ấm áp bịt mắt của cậu lại. Ngủ đi, không ngủ cũng cứ nhắm mắt dưỡng thần. Cố Khê nhắm hai mắt lại, đôi tay này 3 ngày ở bệnh viện cũng như vậy, không rời đi ngay. Ước chừng 3 phút sau, không, phải 5 phút sau, bàn tay ấy mới rời đi. Cố Khê lại mở mắt. Xảy ra chuyện gì? Kiều Thiệu Bắc và Triển Tô Nam thân thiết hỏi. Cố Khê hít một hơi thật sâu, nhìn về phía tủ quần áo nói: ngăn trên có 2 cái chăn, các anh đem qua đây. Em thấy lạnh sao? Cố Khê yêu cầu mang tận 2 cái chăn. Trên người cậu còn đắp áo khoác của cả Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc đó. Triển Tô Nam lập tức sờ trán của Cố Khê. Không biết có phải là do tâm lý lo sợ hay là không mà hắn cứ cảm thấy nóng hơn lúc nãy. Kiều Thiệu Bắc đi tới tủ quần áo, mang chăn tới. Đặt 2 cái chăn lên giường, Kiều Thiệu Bắc định mở chăn ra đắp lên người Cố Khê. Lại nghe thấy cậu nói một câu, khiến cho hắn và Triển Tô Nam sững sờ, chết đứng. Nếu không ngại, đêm nay các anh ngủ cùng tôi. Lời này là có ý gì? Hai người không dám suy nghĩ miên man. Hạ mắt, Cố Khê lùi người vào sát mép giường, nhường một khoảng rộng cho hai người, nói: các anh lên đây mà ngủ. Trong đầu mất tận mấy phút đồng hồ để phân tích kỹ càng ý tứ của câu nói này. Ngay lập tức, hai người mừng như điên, miệng gần như là há hốc. Vì quá vui sướng nên hai người bọn hắn chỉ biết ngây ngốc gật đầu. Triển Tô Nam liếc mắt ra hiệu cho Kiều Thiệu Bắc. Kiều Thiệu Bắc ôm một cái chăn đi đến bên giường, trải ra. Triển Tô Nam đứng ở cuối giường, nhẹ giọng khẩn cầu:
Tiểu Hà, em nằm giữa được không? Mí mắt của Cố Khê run rẩy, Triển Tư Nam ôm chăn, đứng bất động ở đó. Kiều Thiệu Bắc đã nhanh chóng cởi quần áo, tiến vào ổ chăn. Bầu không khí trong phòng nhất thời trở nên ngột ngạt. Cố Khê kéo cao chăn, che khuất nửa gương mặt, nhẹ nhàng dịch người vào giữa. Như là sợ Cố Khê đổi ý, Triển Tô Nam nhanh tay nhanh chân tung chăn, lao lên giường rồi mới chịu cởi quần áo ngoài. Đem cất áo khoác của hai anh đi, tôi không lạnh. Được. Hai người vắt áo khoác ở cuối giường, mặt không rửa, răng không đánh, bọn hắn nhất định cứ như thế mà ngủ. Bụp một tiếng, đèn tắt, trong phòng tối đen, Cố Khê lại cảm thấy dễ thở hơn. Khi đèn sáng, cậu không thể trốn tránh nổi tầm mắt da diết của Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc. Hai người nằm thẳng, không dám tùy tiện lộn xộn. Trên giường vì chứa đến ba người đàn ông trưởng thành. Trong đó có hai người lại cao lớn, cho nên có vẻ là khá chật chội. Bên tai vang lên tiếng hít thở căng thẳng của hai người nọ. Cố Khê nhắm mắt, dúi đầu vào trong ổ chăn. Cậu không biết quyết định này của mình là đúng hay là sai nữa. Hay, thôi, không nghĩ nữa. Cũng không thể để hai người bọn hắn ngủ ngồi ở bên giường cả một đêm được. Vì thân thể còn yếu nên trong lòng ngổn ngang cảm xúc, Cố Khê vẫn mơ mơ màng màng mà ngủ thiếp đi. Sau khi cậu ngủ, hai người bên cạnh nhẹ nhàng dịch người, mặt hướng lại gần Cố Khê. Trên mặt là nụ cười ngây ngô, phá lệ nổi bật trong bóng đêm. Bọn hắn có phải vẫn nên hy vọng hay không?